the way she walks. I touch myself, can't get enough. And in the silence of the night, through all the tears and all the lies, I touch myself and it's alright. Yeah.
Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho những cô model của chúng ta hôm nay. Những áo dài thật là thướt tha và những áo dạ hội thật là lộng lẫy, đúng không quý vị? Và Nguyên Lộc cũng xin được giới thiệu quý vị hai người vẽ kiểu mẫu thật trẻ mà đã tạo mẫu cho những kiểu ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho Pha Lê và Danny Nguyễn Couture. Xin mời quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Và kính thưa quý vị, là quý vị đang thấy ở đây có 10 cô rất là đẹp, đúng không quý vị? Quý vị cho mấy cô một tràng pháo tay thật lớn. Nhân dịp này thì Pha Lê cũng muốn nói lời cảm ơn đến với lại Danny Nguyễn. Quý vị biết là Danny Nguyễn thì Pha Lê đã từng phỏng vấn trên đài anh trong những chiếc áo dài, trong chiếc áo đầm dạ hội rất là đẹp cho buổi tối ngày hôm nay. Thì Danny có thể cho Pha Lê biết những tên của những cô người mẫu của Danny. Dạ, Pha Lê, người mẫu thứ nhất là Thùy Mi, còn này là Linh Thư, Gift, Annabelle and Hoa. Kính thưa quý vị, và những cô người mẫu ở bên này Pha Lê có là Mary, Lynn, Tatiana, Amy và Didi. Một lần nữa kính thưa quý vị, hãy cho các cô một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay cho tất cả cô người mẫu của chúng ta hôm nay, thật là xinh đẹp. Yeah.